Nhiều cái á, anh chị làm không được á, nhưng mà đâu phải anh chị làm không được là người khác làm không được đâu. Đó, như bây giờ nè, iPhone 13 pin 100% zin nguyên bản luôn. Anh chị cứ nói là giờ mà kiếm đâu ra iPhone 13 mà zin nguyên bản pin 100% thì đấy nè, anh chị nhìn đi. Phải pin 100 không? Chắc chắn là zin nguyên bản 100% rồi, không zin em cường tặng máy thế thôi. Và ngoại hình anh chị nhìn đi, không tì vết luôn. Đó, đẹp không tì vết luôn nha, đẹp xuất sắc. Còn quan trọng nữa là nó đạt được cái tiêu chí 400% của em Cường. Đó là cái gì? Thiết kế, hiệu năng, thương hiệu và cái giá thành cực kỳ tốt anh chị. Hiện tại bây giờ con máy này em Cường chia cho anh chị chỉ có 12.6 thôi. Pin 100% ngoại hình là không một vết xước luôn anh chị, đẹp như máy mới ha. iPhone 13 nha. Thì em nói với anh chị là nếu mà anh chị đã xác định mua iPhone nhỏ đó, iPhone 13 thì em nói 13, 14 hiệu năng hầu như không có khác biệt nhiều. Anh chị đừng có mà thấy mới nới cũ làm cái gì hết trơn, cứ hợp túi tiền mình là mình dứt thôi. Bây giờ nè, những cái dòng này á, nó được thêm một cái tiêu chí đẹp của em Cường nữa, đó là dịch vụ hậu mãi anh chị. Giống như iPhone bên em á, bán á, thì là bảo hành là cứ lỗi là đổi thôi, trong vòng 6 tháng lỗi bất kỳ vấn đề gì về phần cứng, ngay cả cái nút là bấm không ăn, em Cường đổi cho anh chị một cái máy khác ha, chứ mình không có sửa chữa. Còn như á, linh kiện phụ kiện bên em Cường bán á, là cam kết với anh chị là hàng chính hãng ha, đi theo. Ví dụ như em bán iPhone 13 thì là em tặng cho một cọng cáp là chính chính hãng đi theo luôn ha. Và những cái cáp đó thì anh chị cứ xài đi, mai mốt hư cứ quay ra em Cường đổi thoải mái không sao hết nha. À, em mà không bảo hành cái gì trọn đời đâu, iPhone nó có đi theo anh chị trọn đời đâu mà cần bảo hành trọn đời. Quan trọng anh chị là mình phải hiểu được cái giá trị cốt lõi khi mà em Cường đem đến cho cô chú anh chị những cái giá trị cốt lõi, ví dụ như sản phẩm này ha, chất lượng, dịch vụ, hậu mãi, đổi trả nhanh gọn nha anh chị, đúng không? Rồi sau khi anh chị muốn lên đời, bên em Cường nhận lại thu lại cái giá là 90 đến 95, cái hàng nào full box là em thu 95, còn những cái hàng mà không full box mà bên cao á, em Cường nhận lại là 90% so với cái giá em Cường đang bán lẻ hiện tại, anh chị hiểu không? Đó là những cái giá trị cốt lõi mà em Cường đã liệt kê ra rồi. Thì anh chị không cần những cái giá trị rìa nữa. Giá trị rìa là cái gì? Giá trị rìa là những cái giá trị mà họ đem đến cho anh chị mà nó không có tác dụng gì hết trơn á, để mà họ nâng cái sản phẩm họ lên cao, họ bán họ móc túi anh chị thêm một khúc. Thành ra em nói á, mình đi mua hàng hay bất kỳ mua sắm một bất kỳ một cái dịch vụ nào hết, tập trung cho em Cường vào giá trị cốt lõi ha. Nhớ cho em Cường bốn cái từ đó, giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi, thiên niên kỷ luôn, vẫn là như vậy ha. Sản phẩm chất lượng, zin nguyên bản, bảo hành một đổi một, không sửa chữa, ok.